thất cả vườn rồi cô. Giờ này cô khỏe không cô ơi? Đấy, cô khỏe không? À. Bà này khỏe nhỉ? Khỏe đấy. Cô ơi, đi vào trong nhà nghỉ giải lao một tí đã. Cháu có việc muốn nhờ cô một tí. Đi. Đây, để cháu cầm nón cho. Ôi, cháu muốn nhờ cô một tí. Cô Tiểu Vi cô đi viện rồi cô ạ. Sao bà? Sao ạ? Sao cơ? À, như này cô Tiểu Vi cô ấy bị ốm, bây giờ cô nằm viện ở trên Hà Giang tỉnh cơ cô ạ. Hôm nọ cô bị ngất ở bờ sông ấy. Thì có may quá có một anh đánh cá, anh ấy nhìn thấy, anh ấy đưa cô ấy về. Bây giờ cháu muốn nhờ bà một tí. Cô ấy nằm ở bệnh viện huyện ấy, nhưng mà cô bị đa nặng quá, cho nên là hôm qua xe bệnh viện tỉnh ấy đưa cô lên Hà Giang rồi cô ạ. À, đưa lên trên Hà Giang tỉnh rồi. Sao bà? Sao cơ? À, bà muốn lên thăm cô Tiểu Vi ở trên Hà kia. Ui xa lắm bà không đi đâu, xa lắm, một mình cháu khác đi lên chăm cô ấy thôi cô nhá. Vâng, xa lắm không đi được cô ạ. Cô ơi, cô không phải đi theo cháu đâu, bây giờ cháu muốn nhờ cô một tí việc. Bây giờ cô Tiểu Vi cô nằm viện ở trên rồi, bây giờ không có ai trông cho, cháu đi cho cháu trông. Bây giờ cháu muốn nhờ cô là xuống xem hộ cô ấy đàn gà đàn vịt ấy, nó bỏ đói, nó đói quá không được đâu cô ạ. Cháu nhờ cô là xuống chăm hộ cô ấy đàn vịt cô nhá. Cô cứ yên tâm đi, cô ấy khắc khỏe lại thôi, cô không sao cả đâu cô ạ. Nếu hôm nữa cô ấy khắc về thôi, cô cứ yên tâm đi nhá. Cô bây giờ xuống hộ cô ấy trông đàn vịt cho cô ấy với, không có ai trông cho. Cháu bây giờ cháu phải lên trên đấy chăm sóc cô đấy nữa cơ nhá cô nhá. Cô thì cháu tâm sự nhờ cô đấy. Đâu bà? Bà lấy gì cơ? À quần áo à? Đấy để cháu gấp cùng cho cô ơi. Cháu gấp cùng. Thôi nhá, bây giờ hai cô cháu mình đi cô nhá. Thì ra xe cho để cháu chở cô đi. Đây nón này bà cô ơi. Cô ra trước đi để cháu đóng cửa hộ cho. Ôi, cô cầm quần áo nhé, để cháu quay xe đó.
cô ơi. Bây giờ không sợ xe máy nữa rồi nhỉ, đi quen rồi nhỉ. Cô ơi, để cháu cất cái làn cho. Uống nước nhé. Cô ơi, tối cô ngủ đấy ở đây nhá. À, ban ngày cô mà đi đâu thì cô khép cái cửa vào. Còn cắm gà cho, cắm vịt cháu mua hết cho để dưới kia rồi cô ạ. Cô uống nước. May quá, may có cô về đây giúp cháu đấy. Cô thì không biết kiểu gì luôn. Chắc là cô này ốm nặng đấy cô ạ. Nặng này họ mới chuyển tuyến ở trên. Uống nước. Ôi, đây cháu chỉ cắm gà ăn thịt cho cô nhé. Đi cô, đi, thò cháu xuống. Đây. Ôi, đây nhá, đây có hai loại cám cô nhá. Mỗi bao cô cho nó ăn 3 bát. Bao này 3 bát này, bao này cũng 3 bát này. Xong là cô thái chuối nhỏ ra, xong là trộn lẫn cho nó ăn. Băm là cho nó ăn nhá. Để cháu nhá. Ở trên kia cháu có một cây chuối đang thái dở đấy. Nếu mà thiếu thì cô lên vườn cô chặt nhá. Đây bát cháu để trong này. Hộ cháu mới nhá. Nhá, cô ở nhà cô hộ cháu ấy nhá. Đây, cháu còn phải lấy quần áo với đồ dùng cho cô đi. Cô hộ cháu nhá. Ôi, cháu tìm chả thấy có cái túi nào, cho cháu mượn tạm cái làm là này nhá. Mai cháu đem về cho cô nhá. Để cháu gấp quần áo vào cho cô Tiểu Vi. Mang cái quần áo thôi mà cô, ở trên bệnh viện cũng có quần áo rồi. Qua đem mấy bộ để cô tắm giặt cô thay, mình cô thay thôi. Mấy cái móc này cho cô ấy.
gì cô ở nhà cô giúp cháu ấy nhá. Không sao đâu cô ạ, cô Tiểu Vi mấy hôm nữa cô khỏe cô khác về thôi nhá, không sao đâu. Cháu đi. Cô cứ đi vào nhà đi, để cháu đi đây nhá, không sao đâu. Để cháu đi nhá. Thank you.
Thua thì đi cái chai này nọ anh kia tiền chai to ba bịch lại này chân thua rồi nằm từ sáng nha nào 7 giờ nhỉ? 7 giờ cho đến tầm khoảng độ 3 giờ chiều mới xong.
Vậy không lo đâu, vì anh cho anh giờ chỉ cần vô công đi thôi, ăn hết. Trong nhà. Anh cũng vừa xuống cái cống kia thông nước. Thông rồi, anh thông rồi. Mắc rác ở chỗ dưới cái ống rồi.
tên.